Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Ngọc Yến Thanh, hiện tại là 23 tuổi, quê em ở Đồng Nai và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và chào toàn thể khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu, năm nay em 28 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Ủa, Đồng Nai luôn hả? Dạ vâng ạ. Thanh 23 tuổi, Hậu là hai mấy? Dạ 28 ạ. 28. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình, khuyết điểm của mình đi Hậu. Dạ, thì ưu điểm của em là em thích về những cái ngành như là văn thể mỹ, giống như là thể dục, thể thao hoặc là mỹ thuật với âm nhạc. Còn về nhược điểm của em thì em hay ngủ rất là nhiều. Còn bên kia, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, gọn gàng, sạch sẽ. Khuyết điểm? Khuyết điểm chắc là nhậu yếu. Nhậu yếu hả? Dạ. Ngoài ra thì em thấy em có hơi điên điên. Dạ, hơi, chị hơi khùng khùng. À, hơi khùng khùng. Dạ, chắc 49-50 á chị. À, rồi bạn nữ á. Thôi, nói bạn nam, đàn trai bên kia mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ha? Em đã trải qua 4 mối tình rồi chị. 4 mối tình? Dạ vâng ạ. Mối tình thứ tư mới đây? Dạ, là cách đây khoảng hơn 1 năm rồi. Còn đàn gái sao? Dạ, thì em đã trải qua được 3 mối tình rồi. Mối tình gần nhất chia tay cách đây khoảng gần 1 năm rồi. Rồi tại sao mình chia tay? Thì ba người thì em bị phản bội hết 2 lần rồi. Thì tức nhưng là em có rút được kinh nghiệm gì sau những mối tình mình đã trải qua không? Dạ, kinh nghiệm của em là nếu yêu ai thì tin bản thân mình trước đi, đừng tin người ta quá. Ây chà, anh Linh ơi. Nói chung hai bạn này cũng có một thâm niên yêu rất là nhiều, bên kia cũng 4-5 năm, bên đây gần chục năm yêu đương. Bạn gái yêu cầu người đàn ông lý tưởng của mình như thế nào? Người đàn ông lý tưởng của em là phải gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Ủa, đàn ông ở dơ lắm hả? Dạ. Anh tiếng quá vậy. Tại cũng có nhiều người con trai mà anh, cho nên thường hay bê bối lắm, ở dơ nữa. Trai bê bối ở dơ, trời ơi, xấu mặt đàn ông. Rồi gì nữa, gọn gàng sẽ gì nữa? Tâm lý. Dạ. Tâm lý. Dạ. Hơi điên điên giống em xíu là được. Hơi điên điên. Có một mẫu nào mình đặt ra cụ thể biết, ví dụ mẫu đàn ông rất là vì gia đình, thương yêu gia đình nhưng mà hơi hói như anh Quyền Linh. Đó là cũng một mẫu, em hiểu không? Anh đâu có khó đâu, anh dễ ẹt à. Thôi em nói hơi hói. À, hơi hói à, trời ơi. Ê, nói vô hói tôi quay qua liền rồi nha. Thôi chào bên đàn gái. Trời, đàn gái dễ cưng quá. Đàn gái rất đẹp rồi nha. Dạ. Em có quan trọng cái vụ hói hay không, hói không? Dạ không quan trọng. Thấy chưa, tốt, cô gái tốt. Nè, nghe hỏi lại nha. Em có quan trọng vụ đàn ông hói hay không, hói không? Dạ không. Thấy chưa, cô gái tốt. Mấy cô cứ nói em thích hói, em thích hói. Người ta suy nghĩ, người ta làm ra tiền, người ta mới hói. Dạ. Đừng có nhắc chủ hói, đụng chạm với tôi nha. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ, không thích hút thuốc. Hút thuốc, có không? Dạ, Quỳnh có một chút ạ. Được, có một chút hả? Dạ vâng. Bỏ không là do phụ nữ thôi, phụ nữ ép là bỏ à. Đúng rồi. Đàn ông cũng dễ lắm. Mà anh trai khó bỏ thuốc lá lắm anh. 10 người hết 9 người rưỡi là không bỏ được. Thì chúc tụi em làm việc cái vụ đó nha. Dạ. Nếu mà nói về vấn đề hút thuốc á thì đôi khi buồn rồi, bạn bè hút. Dạ. Nhưng mà giờ rồi, nói gọn lại là có bỏ được không? Dạ, nếu mà bạn gái có muốn thì em chắc chắn sẽ bỏ được ạ. Em thấy rồi em sẽ bỏ. Dạ đúng rồi. Chắc chắn luôn. Đó. Em muốn người cô gái thế nào? Đối với em thì một người phụ nữ phải, thứ nhất là phải có biết suy nghĩ về gia đình, thứ hai là phải thương yêu bố mẹ trước. Phụ nữ nào cũng quan tâm chăm sóc gia đình hết trơn á. Thôi để em qua em khai thác thêm coi chứ sao thấy anh trai nhà mình hiền lành quá nè. Anh dạ, đây chị chậm lắm, hơi chậm chút thôi. Chào cưng. Dạ. Áo sơ mi đóng thùng nữa. Sạch sẽ, tiêu chí đầu tiên. Ngoài cái đó mà em nói rồi, em không thích con trai gì nữa không? Rượu bia rồi thuốc lá, xăm mình rồi xăm mơ, em có thích không? Dạ, rượu bia một chút thôi. Xăm mình thì đừng lộ liễu to quá được. Dạ, em thì không có hình xăm, nhưng mà em trước kia có công việc là đi xăm cho người ta. À, em là thợ xăm. Dạ. Tức là bạn bè nhu cầu thì em sẽ đi xăm cho họ. À, người bạn này là thợ xăm. À, là nhưng mà trên người vẫn có hình xăm mà đúng không? Dạ không có. Không có luôn. Dạ. Em thích xăm cho người ta thôi chứ không phải là mình thích à, mình xăm cho mình. Là dạ, dạ. Dạ anh có thích em xăm mình không chị? Vậy em có thích gái xăm mình không? Dạ cái chuyện đó rất là bình thường ạ. Bình thường đúng không? Dạ đúng ạ. Em có hình xăm nào chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Yên tâm, mốt có gì về anh đè lên xăm. Nha. Bốn mối tình hả? Dạ vâng ạ. Cũng kinh nghiệm dày dặn ha. Dạ cũng không phải dày dặn gì nhiều. Giống như anh Linh nè. Đó giờ anh Linh trải qua có 7 mối tình chứ mấy.
Có mối tình nào mình sâu đậm mà mình có thể ví dụ như là sắp bước tới hôn nhân hoặc là sống thử bên nhau chưa? Có mối tình thứ hai ạ. Em với bạn đó là cũng quen nhau, cũng có thời gian sống thử trong... Tức là em và bạn gái em đã từng có thời gian sống thử? Dạ vâng. À, bé gái? Dạ. Em nghĩ sao về sống thử? Em nghĩ là bây giờ mình cũng hiện đại rồi, cho nên cái việc này em không có... Không có vấn đề gì, dạ, đúng không? Rồi. Dạ đúng rồi. Cái vấn đề sống thử này, nếu xác định đã tiến tới hôn nhân, dành thời gian mình sống thử với nhau để thử hợp hay không. Dạ, ai biết về không hợp thì chia tay nữa. Mà không dạ, hợp vâng. Thôi, mình đủ lớn, đủ chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, làm có chơi có chịu. Rồi, chủ đề nhạy cảm quá, chuyển chủ đề. Điểm gì em không thích ở con gái? Em không thích con gái là cái tính không rõ ràng. Đôi khi cảm xúc của họ là mình không bao giờ mình hiểu được. Nếu mà muốn mà tìm hiểu phụ nữ chắc cả đời chắc không bao giờ hiểu được. Sao mà ông trải qua tới 4 mối tình rồi mà ông cũng chưa có thể đoán được cảm xúc phụ nữ? Thực sự phụ nữ chúng tôi hết sức là đơn giản. Hỏi muốn gì cuối cùng duy nhất gì trong tình được. Yêu không phải là gì cũng được, mà muốn người đó yêu mình nhất, mình phải là số 1 trong lòng người đó. Phụ nữ không bao giờ sai, ta nói con gái nó có là không, con gái nó không là có, hiểu không? Cứ làm ngược lại và luôn nắm tâm lý. Phụ nữ là luôn muốn sở hữu. Tính sở hữu của phụ nữ sở hữu cực kỳ cao. Bộ ta sổ đỏ, sổ hồng hay sở hữu. Bộ ta đất đai hay sở hữu. Giống như ký vô cái tờ giấy mà đăng ký kết hôn rồi thì cũng là sở hữu. Bà mối ơi, bà khó bà mối ơi. Tin tưởng nhau là chính chứ không phải là yêu nhau là sở hữu. Em hiểu rồi đó, em hiểu rồi đó. Tóm lại là gì? Yêu nhau phải thoải mái ha. Bây giờ ý kiến người thân góp ý coi sao hai đứa nó có nên bấm nút hay không? Đàn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em và chị họ. Sếp. Lần đầu tiên cho em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư và xin chào họ đàn trai, chào quý vị khán giả. Nghe bạn trai chia sẻ về cái tính cách của bạn trai thì em rất là thích, là cái tính của bạn rất là thẳng thắn, là có gì bạn nói đó. Và cái tính cách này thì bạn Thanh bạn rất là thích. À, lúc này bạn Thanh có một cái chia sẻ là bạn Thanh có một cái điểm yếu là nhậu rất ít, mà một tuần nhậu có một lần thôi, một lần là một thùng đó, là nhậu rất là ít luôn đó. Trời ơi, ông sếp duyên dáng luôn. Thì em cũng chia sẻ luôn á, thấy bạn ngồi đây á thì các bạn hãy cảm nhận nhau bằng cái con tim của mình á. Nếu khi mình gặp nhau con tim mình đang đập nó đang thổn thức á thì có nghĩa hai người có duyên nợ với nhau. Em xin hết. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, đàn trai. Dạ, hôm nay em đi với mẹ. Mẹ hả? Rồi, chào cô. Trước hết xin chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Chị là mẹ của Hậu. Cô thấy dạ, thấy em bên này cũng đẹp gái dễ thương, hiền hậu mà cô rất thích. Cô không, làm thợ may rồi cô về, nếu mà quần áo gì cô may cho con. Cô cũng muốn con về nhà cô cho vui nhã vui cửa. Dạ. Cô rất thích. Cô ráng cho lắm. Nhau cơ hội nha con nha. Dạ. Cảm ơn cô. Quan trọng là hai đứa nhìn nhau và cảm nhận thôi. Mở rào. Có món quà tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em thì em cũng có món quà muốn tặng. Rồi, cảm ơn em. Ủa bé gái em tặng gì vậy? Dạ, ảnh có thể đọc. Mở dạ. Đọc đi em trai. Dạ thôi, anh xin phép mở nhé. Một món quà bỏ trong hộp diêm hả? Gì đó? Đọc đi. Cho đọc ké với gì vậy trời. Những đứa yêu anh cứ để em lo. Anh đọc kỳ quá hả? Thấy chưa? Đọc kỳ. Anh chỉ cần yêu em thôi, những đứa yêu anh cứ để em lo. Được rồi. Được rồi, làm gì? Đọc người ta phải dồn tâm vô đi. Coi với. Đẹp không? Trời, làm cái... Đây nè, phải đọc từ ngoài vô tới trong. Đúng. Chứ không phải mình dở bên trong, mình muốn vô cái vô trong liền sao được. Hãy bề ra ngoài chứ. Đúng rồi. Đạo bên ngoài mới vô trong nè. Bên ngoài mới quan trọng nè. Anh chỉ cần... yêu em thôi. Bắt đầu về dạo ngoài, bắt đầu vô trong nè. Những đứa yêu anh cứ để em lo. Là cô này hay đó. Là tức sao? Là sao anh? Anh chỉ cần yêu em thôi. Ừ. Còn mấy đứa nào mà yêu anh á, để em lo. Là em xử nó. Xử nó. Là xử sao bé? Bản lĩnh xử sao chuyện của anh ta. Có cái gì kêu chị? Dạ. Chị máu me ví dụ lắm. Em muốn vô giang hồ. Thôi. Đây nè, thí dụ cô gái nói về rất là hay, cô này rất là bản lĩnh. Bởi vì sao, nếu như cô nói là anh chỉ cần yêu em, còn mọi thứ để em lo nó khác. Khác. Anh chỉ cần yêu em, còn mấy đứa mà yêu anh để em lo. Yên tâm, yên tâm, đàn ông có quyền quen. Quen gì? Quen ngoại giao thôi. Anh thì số 7. Hay quá, cái quẹt này hay quá.
Cái này là hay lắm nha em nha. Dạ, vâng, ý tưởng hay đó. Đáng lẽ em là phải để mấy que diêm vô đây nữa, hiểu không? Tức là nếu mà anh không ổn là em đốt nhà luôn. Ghê quá. Em bạo lực bạo quá. Bạo lực quá. Rồi. Hay đó, một ý tưởng rất hay về món dễ quà này. Dễ thương, mình nhìn nhau nói chuyện nhau nè. Thôi bây giờ nè, đầu tiên hát cho nó sơm tụ cái đi. Hai đứa còn ngại ngùng quá à. Thằng trai hát trước đi, thằng trai. Mình chủ động đi. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho trọn vẹn tình chúng ta, vì nơi đây này luôn có một con tim lại gắn bó cho em. Mời đàn gái. Một cuộc tình dịu dàng dành cho anh mãi mãi, hạnh phúc có lúc với em thật lớn lao, biết bao ngọt ngào ngồi bên nhau sẽ rất mong, không ưu tư không có bao phiền lo. Rồi một ngày dịu dàng là bình minh bước sang, dùi mắt thức giấc thấy anh cười với em, môi anh thì thầm rằng anh yêu em rất nhiều, long lanh trong sớm mai môi hồng khẽ cười. Nhìn thấy anh đang ấm áp trong mắt em hiền hòa là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho em. Dù có những lúc sóng gió em vẫn luôn tươi cười, nụ cười em lung linh ngàn hoa muôn sắc thơm. Có anh yêu em, tình yêu này luôn chân thành. Sao vậy anh? Bài hát rất là hay, hát rất ngọt ngào. Mình nhìn đối tượng bên đây, mình hát cho nó rụng rụng tim luôn chứ, đúng không? Nói chung là hai bạn hát rất là hay. Bạn gái vừa xinh mà vừa hát hay nữa. Bài hát rất là ý nghĩa nữa. Thôi vỗ tay cho hai bạn cái. Công nhận ha, bé tên Thanh, cái gì cũng hợp hết. Nhìn cái vẻ đẹp thì thanh thoát, giọng hát thì nghe nó rất là lãnh lót, thanh cao. Em tên Thanh là đúng luôn á. Rồi rồi, bây giờ Yến Thanh, Thanh Hậu, hai đứa mình giao lưu đi. Thì em có thích đi du lịch hoặc là đi phượt ở đâu đó không? Hồi trước thì em thích đi phượt, nhưng mà bây giờ em chuyển qua em thích đi du lịch hơn. Anh thì khoảng thời gian trước á, anh rất là thích xách xe và anh đi những nơi mà anh muốn đi. Có thể như là Đà Lạt, hoặc là có thể là đi Vũng Tàu, hoặc có thể đi gần hơn cũng được. Có thể anh từ Biên Hòa chạy xuống Sài Gòn, anh chạy nguyên một vòng. Nếu mà em muốn thì sau này anh hy vọng là anh với em sẽ cùng đi cùng với nhau. Anh nói anh hút thuốc, ngày anh hút được mấy gói anh? 3-4 điếu thôi, ví dụ như buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Tại vì em bị dị ứng thuốc lá, em đã từng nhập viện vì thuốc lá rồi. Chỉ là nghe mùi thôi. Vậy thì anh sẽ không hút thuốc lá. Nếu mà ví dụ như hai mình có thể để với nhau thì em muốn khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Hay là một năm thôi được. Một năm nữa. Nói cái tiền hai giữ. Sau khi cưới nhau thì anh tính như thế nào? Thì theo anh, thực tế anh thì cái của chung của gia đình mình mà để chung á, thì mình nên tích góp ra một để riêng. Và một cái nhu cầu riêng của từng người thì từng người đó sẽ xử. Cái đó quỷ đen em trích ra cho anh được mà. Mà hỏi luôn, anh có quỷ đen không? Nếu mà anh nói vậy là chắc có rồi chị, dễ gì. Vậy thì mạnh mẽ lên. Nói chung thì anh sẽ vẫn sẽ giữ một cái chút gì đó riêng cái, cho cái chút đó em đưa cho anh được mà, đâu cần anh giữ đâu. Đúng, tự nhiên quỷ chi. Ví dụ ngày đó anh cần bao nhiêu, anh cần làm gì đó, em đưa dư luôn cũng được nữa. Đưa hết luôn, em giữ luôn. Mình có bách vợt mà sợ gì. Thôi thì em cứ giữ hết đi. Nói chung là bên đàn trai tao bối rối thôi mà. Một tuần thì anh có thể dành thời gian cho em là ví dụ như đi xuống thăm em. Trước mắt là chủ nhật nào anh cũng sẽ có thể sẽ xuống, và những ngày anh về sớm thì anh sẽ đi xuống em luôn. Về sớm qua là mấy giờ anh? Tầm 5 giờ, 5 tới 6 giờ. 5 giờ, 6 giờ từ Biên Hòa chạy lên Sài Gòn chắc 1 tiếng. Dạ, vậy. Tầm 1 tiếng ạ. Chạy lên gặp cái 5 phút về em đi ngủ. Tôi có người yêu đẹp vậy tôi dọn nhà lên gần đó luôn. Đúng rồi, thiệt á, mà giữ chứ. Khỏi đi cho nó mệt. Rồi, nãy giờ là hai bạn trao đổi nhau, nhìn nhau rồi. Bây giờ
hai bạn nói cảm nhận về nhau, và sau đó mình sẽ làm một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút. Mạnh mẽ lên em trai. Nhìn em thì rất là xinh và thanh tú. Nói chung là có một cái nét nào đó gọi là rất là hiền dịu. Anh thì đó là đúng là một mẫu người lý tưởng mà anh cũng đang tìm kiếm. Thì nếu mà em đã nói em thích hát thì sau này em sẽ đàn cho em hát luôn. Tất cả những câu trả lời của cô gái nó sẽ thể hiện bằng nút bấm. Các bạn có thời gian hiểu nhau rồi. Chúng ta không nên làm khác với trái tim của mình. Trái tim mình mách bảo sao mình cứ làm như vậy. 3 2 1 Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng em. Cảm ơn hai bạn. Trời ơi, đẹp đôi quá nè. Anh rất lo, anh chỉ sợ cô gái không bấm thôi. Em còn hơi rụt rè đó. Mạnh mẽ lên, có thấy mẹ em không? Mẹ em đây một người phụ nữ rất là năng động luôn. Học mẹ nhiều hơn nữa. Cô gái này là hơi bị bản lĩnh đó nha cưng. Dạ. Nói với mẹ là mẹ cho phép tụi con và hỗ trợ tụi con để tụi con có thể tiến xa hơn, nói đi. Dạ, mẹ thì sau này con hy vọng mẹ sẽ luôn yêu thương và cố gắng hỗ trợ cho con với em. À, mẹ cũng đồng ý rồi, cảm ơn hai MC đã giúp đỡ cho hai cháu đến với nhau. Rồi mẹ sẵn sàng và đồng ý hai đứa con. Dạ, rồi cảm ơn tất cả chương trình. Anh gái nè, anh biết vẫn còn một chút trăn trở đối với em, tạo điều kiện cho anh ấy nha. Em trai anh coi vậy chứ hiền, gặp gái đẹp là run rẩy hết trơn. Những chiếc vé xem phim vô cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ. Vẫn nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Khi đã bấm nút, chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Và chúng ta phải chứng minh bằng một nụ hôn. Nào, mạnh mẽ lên, bắt đầu. Chờ xin phép nha.